Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Chuyện Đêm Muộn. Tôi là Đàm Minh Thủy. Chủ đề chia sẻ của chúng ta hôm nay là gái ngoan và gái hư. Để bắt đầu, chúng tôi xin được đọc comment của bạn City Nail Supply. Khi người đàn ông khổ sở nhất là vớt phải một phụ nữ chỉ để ngắm nhìn. Đó là điều đau khổ và sẽ hạnh phúc tột cùng khi được một người phụ nữ hư hỏng trong ngôn từ lúc ái ân và thác loạn lúc ấy. Nhưng không kém phần sang trọng, quý phái, lịch sự. Trong khi bên chồng lúc giao tiếp với khách, với bè bạn, không cần bạn quá đẹp, chỉ cần một chút vốn liếng là được người đàn ông không bao giờ muốn xa bạn nữa. Nhưng rất tiếc, nhiều người phụ nữ lý trí quá, càng lý trí càng sớm được vào lãnh cung thôi. Vì tôi đây là phụ nữ hôn nhân 29 năm, chồng em vẫn yêu ái em như buổi đầu cưới nhau và chiều mến hơn. Mấy chị em tin tôi đi, đừng làm gái ngoan bên chồng, sẽ bị gái hư kéo đi mất chỉ vì ngoan và khôn lúc mình chưa là của riêng ai thôi. Chúng tôi rất ấn tượng câu đừng làm gái ngoan bên chồng, bạn sẽ bị gái hư kéo đi mất. Bạn tin được không, nếu bạn là người ngoan mà đôi khi bạn mất luôn cả những thứ mình đang có của riêng mình. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta chọn ngoan hay chọn hư? Và chọn ngoan để làm gì, hư để làm gì? Chúng tôi sẽ bắt đầu chủ đề này bằng cách là chúng ta thử định nghĩa xem thế nào là gái ngoan, thế nào là gái hư. Và tôi muốn rằng là chúng ta hãy gói gọn phạm vi này ở trong cái lĩnh vực hôn nhân và gia đình và tình dục mà thôi. Gái ngoan là người phụ nữ trong gia đình, trong bếp núc, ở trên giường hoàn toàn làm theo ý chồng, làm theo ý đối tác, ý người tình của mình. Có nghĩa là mình để ý, mình lắng nghe chồng mình muốn làm gì, đối tác của mình muốn làm gì thì mình sẽ làm đúng như thế và làm tốt điều đấy mà thôi. Cái này nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ một quan niệm phong kiến của lỗ sĩ. Đó là một cái quan niệm mà ăn mòn qua nhiều thế hệ. Có nghĩa là người phụ nữ nhất theo chồng. Thế còn gái hư? Gái hư là làm được những gì mà bạn tình mình yêu cầu, chồng mình yêu cầu. Thậm chí hơn thế nữa, phải đoán trước ý để làm được cả những thứ mà chồng mình, mà bạn thân mình, mà đối tác của mình không yêu cầu. Hơn thế nữa, còn đưa ra cả những điều ngược lại, làm thế này, làm thế kia. Chúng tôi nghe nói rằng là nhiều bạn được phong một cái danh hiệu là gái hư thường chủ động hoàn toàn việc chăn gối ở trên giường. Chúng tôi trở lại cái comment của bạn City Nail Supply. Có nghĩa là nếu bạn cứ chăm làm gái ngoan ở bên chồng thì có một ngày nào đó gái hư sẽ lấy mất chồng của bạn, hoặc ít nhất là lôi anh ra khỏi mái nhà của bạn. Bạn Đỗ Thành Lưu: nguyên nhân phụ nữ không chủ động ở các nước phong kiến là do tư tưởng trâu đi tìm cọc, chứ không phải cọc đi tìm trâu. Nhưng nếu phụ nữ chủ động tình dục thì sẽ nâng giá trị của đàn ông lên rất nhiều và sẽ nồng ấm hơn. Cả hai đều nâng giá trị của nhau lên về mọi mặt thì cuộc tình đó càng có giá trị lớn, càng thăng hoa hơn. Đây là comment của bạn Hoa Huyền. Thông thường khi làm tình, các cặp hay im lặng. Thực tế rất cần sự thổ lộ và chia sẻ. Khi đạt đến đỉnh cũng nên thốt lên cho bạn tình biết để cùng cảm nhận và chăm sóc mình tốt hơn. Chỉ vì người phụ nữ không nên nói ra, rất nhiều người đàn ông không biết đối phương mình đạt đỉnh khi nào. Đó là một sai lầm thật đáng tiếc. Trước hết, chúng ta phải thống nhất với nhau một điều rất dễ hiểu, rất dễ đồng cảm. Đó là phụ nữ chủ động chuyện tình dục và hành động, từ lời nói cho đến hành động, là một quan niệm hết sức bình thường của hôn nhân hiện đại, của tình dục hiện đại, của lối sống các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, đánh giá và xếp hạng phụ nữ như vậy chỉ là quan niệm cổ lỗ sĩ của xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ mà thôi. Chuyện tình dục phải được linh hoạt. Chúng ta thường nói rằng là phụ nữ thì chủ động, như bạn Đỗ Thành Lưu nói, tôi cũng không đồng ý như vậy. Tại sao lại một người chủ động? Trước đây cả ngàn năm trước thì đàn ông chủ động. Bây giờ chúng ta lại nói rằng phụ nữ chủ động thì mới hay. Không phải như thế. Tôi nghĩ không phải như vậy. Mà trong hôn nhân, trong gia đình, đặc biệt là chuyện giường chiếu, phải rất được linh hoạt. Bởi vì tình dục đơn thuần chỉ là nhu cầu về thể xác.
mà nó còn là sự, những cảm xúc chia sẻ, vuốt ve, tâm sự, là những kiến thức và hiểu biết, là sự thay đổi để tránh nhàm chán. Tôi còn nhớ trong một show tiếp xúc với anh em chúng tôi, chị diễn viên Lê Thiện có kể một kỷ niệm, đó là khi anh chồng chị về già. Và có một lần khi anh ấy nắm tay chị và chị ấy có cảm giác rất là hạnh phúc, cảm giác rất là run rẩy và rất là đê mê. Đôi khi chỉ là một cái vuốt ve, đôi khi chỉ là sự chăm sóc, một ánh mắt, nó chính là như vậy. Bạn Hoa Huyền cũng có nói rằng là tùy từng lứa tuổi, khi đàn ông dưới 50 thì họ hay chủ động tốt hơn, nhưng khi trên 50 thì có lẽ là bạn nói rằng là người đàn ông lúc đấy đã yếu rồi, và phụ nữ thì chủ động thì có lẽ sẽ tốt hơn. Chúng tôi cũng đồng ý quan điểm như vậy. Điều mà được đánh giá cao nhất đấy là ý kiến của bạn Đỗ Thành Lưu. Xin nhắc lại là bạn Lưu có nói rằng là khi mà phụ nữ chủ động chuyện tình dục, đặc biệt là với những người đàn ông đã lớn tuổi, thì tự họ sẽ nâng cao cái giá trị của đàn ông rất nhiều lần và làm cho cái giá trị của cuộc tình đấy thăng hoa hơn rất nhiều. Tình dục không chỉ là nhu cầu về thể xác, vậy nó là cái gì? Và khi người ta không thể đáp ứng được nhau, không, có lẽ chính xác hơn, đấy là nếu như chẳng may gặp một cái chênh lệch về tình dục, người ta sẽ giải quyết với nhau như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu là bằng một câu nói rất nổi tiếng và nhiều bạn đã từng nghe: đàn ông ngoại tình vì tình dục, còn phụ nữ ấy, ngoại tình vì tình yêu. Có đúng như vậy không? Người ta thường hay có ý nghĩ rằng là đàn ông thì ham muốn thể xác nhiều hơn phụ nữ. Tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ thế vì trong khi những người phụ nữ lo sợ người đàn ông của mình đi ngoại tình vì tình dục, hẳn là những người phụ nữ đều không biết tâm tư của những người đàn ông chúng tôi, là chúng tôi cũng lo nghĩ ngược lại, điều ngược lại như vậy. Điều ngược lại như vậy. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc hai comment của bạn Lanh Hồ và bạn Nguyễn Văn Thức về vấn đề này. Phụ nữ chúng tôi có người thích hát, có người thích khiêu vũ, có người thích đi du lịch, không hẳn là vấn đề thể xác. Vì thế các anh hãy lắng nghe, hãy học một chút kiến thức về chúng tôi đi. Như thế chúng ta sẽ tạo ra niềm hạnh phúc mới mẻ. Còn bạn Nguyễn Văn Thức thì nói phụ nữ và đàn ông đều có quy luật, đều có lúc khỏe, đều có lúc yếu. Nhưng ngày nay khoa học có thể giúp đỡ tích cực để họ có thể khắc phục những tiêu cực và phát huy sự tích cực của nó. Như chúng tôi đã nói ở trên, tình dục không chỉ là vấn đề về thể xác. Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Lanh Hồ. Đó là gì? Khi người ta càng nhiều tuổi, nhu cầu của người ta về vấn đề tinh thần. Tôi nhắc lại, có hai khái niệm. Đó là gì ạ? Tình yêu thể xác và tình yêu tâm hồn. Tùy từng giai đoạn của con người, tùy từng bối cảnh trong mỗi gia đình, mỗi cuộc tình, mà lúc thì tình yêu về thể xác cao, lúc thì tình yêu về tâm hồn cao. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nói rằng là từ cái comment của bạn Lanh Hồ thì chúng ta thấy rằng là nếu anh chỉ chăm chăm đến chuyện thể xác ở trên giường thôi không đủ. Bạn ấy nói rằng chúng tôi thích du lịch, chúng tôi thích khiêu vũ, chúng tôi thích hát hò. Đúng, đấy là những ý thích. Và nếu chúng ta đọc nhau, tôi xin nhắc lại, đọc trong nháy nháy, có nghĩa là chúng ta hiểu nhau hơn, thì chúng ta sẽ đưa nhau lên thăng hoa, không chỉ là vấn đề về thể xác. Nhưng từ comment của bạn Nguyễn Văn Thức, chúng ta sẽ nghĩ gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là có một điều không thể phủ nhận, đấy là chúng ta thường xuyên phải đối mặt với tuổi tác. Khi phụ nữ ngoài 50 tuổi và khi đàn ông ngoài 60 tuổi, họ đều gặp những vấn đề về tình dục và phải giải quyết. Bạn hãy thử một lần dùng những liệu pháp khác đi. Ví dụ những massage cặp đôi, ví dụ mình dùng các cái công cụ mới. Hãy thử đọc nhau như tôi vừa nói ở trên để hiểu nhau hơn, để kết với nhau hơn. Và đến đây hẳn các bạn đã biết rằng là phần nào những chia sẻ của chúng tôi từ comment của các bạn xem chương trình Gái Ngoan và Gái Hư. Chúng tôi hy vọng các bạn đã lắng nghe, đã thấu hiểu một phần, và sau những chia sẻ này các bạn đã tự trả lời được cho mình câu hỏi nên chọn gái ngoan hay nên chọn gái hư.
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin các bạn like và đăng ký chương trình để tiếp tục xem những video mới. Xin cảm ơn.